Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog HV. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vị những cái thông tin mà nó liên quan đến vấn đề của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và cái câu chuyện sóng gió gia tộc nha cả nhà. Thì chắc hẳn quý vị cũng biết trong những ngày hôm nay thì hầu như là bên phe phái của mẹ con bà Sáu lên rất là nhiều những nguồn thông tin chỉ trích về Hồng Loan, chửi bới và xúc phạm các thứ các kiểu. Tại vì sắp tới cái ngày mà quyết định là đưa những cái đồ đạc của mẹ con bà Sáu đi rồi đó cả nhà ha, nên người ta đang cố gắng làm bằng mọi cách, hy vọng có thể là níu kéo được một chút xíu cái hy vọng nào đó, thậm chí đỡ đóng tiền ăn phí gì đó cả nhà. Thì ở đây mới nhất đây thì chị Ni cũng có đăng tải một cái thông tin rất là mới nha, cũng là vả thẳng mặt cho mẹ con của bà Sáu nha cả nhà. Thậm chí thì ngày hôm nay còn rất nhiều những nguồn thông tin liên quan đến chị mì xào mình nữa nha cả nhà ha. Chị mì xào mình thì người ta nói yêu thương cậu Năm các thứ các kiểu, nhưng mà đã bị vạch mặt nha. Ở đây cũng còn một cái vấn đề là những cái vi bằng mà thậm chí thì khi mà cậu Năm chưa mất đi thì đã lộ ra hết nha cả nhà ha. Mẹ con bà Sáu đã lập vi bằng rồi, lúc mà cậu Năm vừa mới mất thôi là đã lập vi bằng chị Hồng Loan rồi, thì đã ấp ủ và tính toán hết trơn rồi ha cả nhà. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề trước là nói về cái câu chuyện của chị Ni. Thì cũng mới chia sẻ một cái bài rất là mới đây, mới có mấy chục phút thôi, 20 phút trước thôi về. Mơ đi, căn nhà số 5, tiếc cái thành tưởng tượng luôn rồi, lờ dọn ra khỏi nhà luôn, mới ghê chứ, rất là rõ ràng nha. Bây giờ những cái bọn kền kền á, nó cứ nằm mơ, nó nói là chị Loan phải dọn ra cái căn nhà số 5, Đoàn Thị Điểm là bắt chị Loan dọn ha. Nó cứ trong cái đầu, trong cái đầu óc của tụi nó bây giờ đó cả nhà. Đầu óc của bọn nó bây giờ là cứ suy nghĩ là chị Loan là đã thua rồi, chị Loan là phải dọn nhà rồi, chị Loan là đã thua, cái gì cũng chị Loan đã sẽ bị dọn, nhưng mà có dọn hay không quý vị, tới bây giờ chị Loan vẫn ở trong cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Có những người phải dọn nhà như là mẹ con bà Sáu thì quý vị thấy rồi ha, dọn đi rất rõ ràng, chứ chị Loan thì mình chưa thấy dọn nha cái này ha. Chủ nhà còn đang ngủ, mấy đứa cứ hoại hoài chán ghê đó, rõ ràng ha. Chủ nhà thì vẫn hoạt động bình thường, thậm chí người ta còn mở thêm một cái shop túi sách ở đó cả nhà, thấy không, ngộ ghê luôn đó trời. Mở miệng ra là thì kêu người ta dọn nhà dọn cửa gì đi không à, nhưng có ai dọn đâu, việc có thấy ai dọn không, chỉ có mẹ con bà Sáu dọn nha. Cứ thích thì tạo cái câu chuyện heo biết leo cây, niệm ấm chân em đi mớm chưa mình đi ra mắt phim nè, là lá là la, rất là vui ha cái nhà ha. Mặc cho bên phía những cái bọn cần cần nó nói gì thì nói, còn ở đây thì chị Loan người ta vẫn ngủ tới trưa, chưa nắng chưa nơi, ngủ cho nó mát rồi bắt đầu rảnh thì đi làm phim, đóng phim đóng gì ha, cho bên phía những cái bọn cần cần hay là phe phái của mẹ con bà Sáu nó cứ mơ tưởng đi, cứ mơ tưởng là nó sẽ giành được cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Thì ở đây chị Ni khịa rất là đau nha cả nhà ha, thật sự chị Ni khịa rất là hay. Cho cái bọn nó biết thế nào là lễ độ nha. Nó cứ tranh giành, nó cứ giành giật, không phải của mình mà cứ là giành hoài mà giành trả được gì hết, rất là hay nha. Còn ở đây thì xúc phạm Hồng Loan, chửi bới Hồng Loan, con đường sự nghiệp tiêu tán các thứ các kiểu gì đó. Nhưng mà cả nhà thấy đó, bây giờ chị Loan được rất là nhiều người ủng hộ, phim thì đóng không kịp luôn, tội nghiệp không. Chị Loan làm gì quá trời làm gì trời, phim bọng gì đó đóng còn không kịp nữa. Còn mẹ con bà Sáu người ta không có cái gì đóng hết trơn, không có phim bọng gì dân, mà bán hàng bán bọng gì, trời ơi nó bán hàng mà bây giờ bị người ta chê bai thì thôi đi, có gì mà cũng lên bán nữa, ráng đi. Còn khoảng 3-4 ngày, 2 ngày thôi, 2 ngày thôi thì chắc chắn sẽ thấy được cái cảnh mà mẹ con bà Sáu sẽ soạn khỏi cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nha cả nhà. Lúc đó chắc rất là nhiều cô dì chú bác anh chị em mình cũng mừng ha cả nhà. Thì tiếp theo thì em cũng muốn chia sẻ đến cho quý vị và một cái thông tin thì nó cũng cực kỳ là quan trọng và hấp dẫn nha cả nhà, mà nó liên quan đến cái vấn đề của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là cái câu chuyện giữa chị mì xào mình. Ghê không quý vị, chị mì xào mình thì hầu như là lúc nào cũng yêu quý cậu Năm, thần tượng cậu Năm, ABC các thứ các kiểu nha. Tôi rất là quý trọng cậu Năm á, tôi rất là yêu quý cậu Năm, và thậm chí này lúc đầu tiên cái đời drama đó, cả nhà cũng thấy là chị mì xào mình lên tiếng là chửi mẹ con bà Sáu ghê gớm không, trời chửi dữ lắm, chửi te thét tè le hết trơn cả nhà. Nhưng mà không biết sao mà tự nhiên quay xe quá trời quá đất nha. Ở đây thì chị Trà Hoa Nữ có đăng một số cái thông tin như thế này mà liên quan đến cái bản mặt của chị mì xào mình ha cả nhà ha. Ghê lắm, mày cãi nó đi là anh Năm về bẻ hàm răng của mày,
xin giảm giá của mày nha, cái con huê huệ mặt giờ cái giá giờ. À, đây tại vì mày biết không, tại vì chị mì xào mình có đăng một cái thông tin như thế này nè, nên làm cho mọi người rất là bức xúc nha. À, tôi là mì xào hiện xác nhận với trà hoa nữ là tôi không có sợ phượng que và cô sáu nhé. Tôi đã từng đứng trước mộ của anh Linh và thề độc tôi xin anh Vũ Linh phù hộ cho kênh YouTube của tôi được nhiều subscribe để tiếng nói công tâm tôi lan tỏa đến cộng đồng mạng, những người chưa biết về âm mưu xấu xa của mẹ con cô Sáu và Phượng Khoe. Tại anh Thành Rita kiện tôi sợ dính tới kiện tụng, tôi bị đi tù thì chồng tôi bỏ tôi lấy người khác, tôi phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của tôi. Xin mọi người hãy subscribe, chia sẻ để cộng đồng mạng hiểu được tấm lòng trượng nghĩa của tôi, mì xào. Như vậy là người ta nói là người ta chỉ là sợ cái con cái thằng Thành Rita nó thưa nó kiện nha, nên người ta mới quay xe với chị Hồng Loan. Còn cái vấn đề của mẹ con bà Sáu thì người ta không có sợ nha, người ta không có sợ mẹ con bà Sáu, người ta không có binh vực, người ta nói là người ta không binh vực gì đâu. Ghê không quý vị ha. Tôi và lên trước mộ cậu Năm rồi thề độc ha. Trời ơi trời, các cậu Năm về bẻ họng nó quá cả nhà. Nó lên trước mộ cậu Năm nó thề độc các thứ các kiểu là nó sẽ ủng hộ lấy lời lẽ phải lấy lời công bằng, mà bây giờ nó lên nó chửi chị Hồng Loan là con tu hú, con lờ, con vô ơn và con vô nghĩa. Con nhỏ này chắc bị cậu Năm bẻ cổ thiệt quá ha. Nó có lẽ là nhỏ này bị cậu Năm bẻ nè ha. Trời ơi trời, nó lên nó xin cậu Năm cho nhiều người đăng ký ủng hộ nó, cái cậu Năm mà nó cũng lừa luôn cậu nha. Cậu Năm mất đi rồi mà nó cũng lừa luôn, nó cũng không tha cậu Năm luôn, nhỏ này ghê thiệt chứ. Nó lên trên mộ ha, trời ơi, nói mạnh mồm lắm. Chửi bà Sáu, chửi con que trước mộ cậu cho nhiều khán giả, cho người nhiều người thấy. Rồi làm gì? Mọi người đăng ký kênh tôi đi ha, đăng ký kênh mì xào mình đi, để cho kênh tôi mạnh, có tiếng nói công tâm, để lấy lại cái dành lại, cố gắng dành lại cái căn nhà của cậu Năm, dành lại tài sản cho Lon. Thì phải sau này cái bắt đầu lên quý vị thấy không, trời ơi chửi Lon, tin nhắn này, ghi âm nọ, trời ơi từ lứa học đứa chân cả nhà. Ý vậy là thương dữ nó hả, vậy thành tâm chưa. Thế nào thì cậu Năm cũng về bẻ nó cả nhà ha. Ở đây người ta có nhắn tin nhắn cho nó như thế này đây: giữ bậy sao nói như tắc kè bông, thì lỗi này là do đàn Rita rồi, mà hỏi thẹt nè tắc kè bông, vợ chồng ở bao nhiêu năm rồi không có lòng tin với nhau sao, vậy chê vậy chê chồng bạn nha, vợ người ta đi ủ tờ huyền là chồng xách giỏ đi thăm nuôi, còn bạn ở sao chưa vào ủ tờ thì huyền đã sợ chồng bỏ vậy. Tôi mà như bạn gặp lấy phải thứ đàn ông bị hoạn nạn mà bỏ nhau thì tôi tiễn làm công công rồi. Rất rõ ràng ha. Nó nói là nó sợ bị đi tù, con bị xào quá cả nha, nó sợ bị đi tù rồi nó bỏ chồng bỏ con, nên nó phải giữ hạnh phúc gia đình của nó. Vậy là nó rất là sợ nha, vì chồng nó chắc chả có yêu thương gì nó đâu, chả có yêu thương gì nó đâu, nên nó rất là sợ khi mà nó dính cái tù tội gì đó chồng nó sẽ bỏ nó liền đi kiếm một người khác nha. Nên nó không phải nào mà vì cộng đồng mạng được, thậm chí nó chỉ vì lòng yêu quý gia đình thôi, muốn bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của nó gì đó, nên nó có thể đẩy gia đình hạnh phúc của người khác đi, lên chửi bới và xúc phạm thì Hồng Loan ha. Gia đình của nó thì nó lo giữ, còn lên nó chỉ trích Hồng Loan. Nó mới bị có ăn đơn kiện gì mà nói tôi gành về lực lắm mà, đúng không? Gành về lực chưa, gành về lực dữ không, gành về lực thì người ta đi cứu cái thằng gì đó, cái thằng Bi Thái Tử gì đó cả nhà, thằng Bi Thái Tử gì đó, thằng em của mình đó, thằng đó không gài nó, mình cũng tiên dương nó, mình cũng quan hô nó lắm mà. Mình gành về lực quá trời thì mình đi cứu giúp em mình đi. Nó đang bị công an bắt đó, nó đang sử dụng hàng cấm đó, vận chuyển hàng trái phép đó, đi cứu đi trời. Mình gành về lực lắm mà trời, mình nổi tiếng lắm mà trời, mình là kênh chính nghĩa gì mà, tiếng nói công tâm gì mà, trời ơi đi giúp em mình đi, trời ơi, bỏ nó bù lăng bù đốc tội nghiệp nó. Hay là bây giờ hỏi chị mì xào mình có biết cái thằng Bi Thái Tử là ai không, không chừng là chị mì xào mình nói tôi có biết đó là thằng nào đâu trời, nó có liên quan với tôi đâu trời. Trời ơi, không lẽ bây giờ nó thật sự nha, không lẽ là bây giờ chị mì xào mình là từ chối quen biết luôn á, ai mà liên quan đến cái vấn đề mà luật pháp gì đó là người ta từ chối hết trơn à. Bây giờ cả nhà biết không, ăn hết lá đơn rồi, ăn hết cái vấn đề là 7,5 triệu rồi ha, bị phạt hành chính hết lần rồi, đâu có dám nữa, đâu có dám ho, đâu có dám bậy bạ mạng nữa cả nhà, bậy bạ trên mạng là đi luôn á, lần này là đi luôn á. Trời ơi trời, không biết cậu Năm nào mà chứng cho nó trời, nó lên trên mạng xã hội nó xin
nó xin thế này xin nọ thế kia à, xong rồi bây giờ nó lên nó đấu tố con người ta, nó đấu tố con của ông Năm thì nó xin ông Năm được cái trời, hay thiệt chứ. À, con nhỏ này thấy nó rất là hay nha cả nhà ha. À, mặt mày của nó thì rất là treo chẽn luôn nha cả nhà. Thì ở đây em vẫn còn một cái thông tin như thế này đây, nó khá là thú vị nha quý vị, em cũng muốn chia sẻ lại cho cả nhà luôn nè. À, gần đến giỗ đầu của anh Năm rồi, à, anh nhắc lại cho khán giả nhớ, để ai vào sau cái đời drama hiểu được cái sự khốn nạn của mẹ con nhà nó. Quý vị còn nhớ cái vi bằng á, là lập lúc 8 giờ 6 phút ngày 5 tháng 3 năm 2023. À, và ở đây khi mà anh Năm mất lúc 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3 năm 2023. À, rất là ngộ nha quý vị ha. À, khi mà cậu Năm chưa mất nữa quý vị. Lúc sáng đó thì cậu Năm chưa mất thì mẹ con của nó đã lo đi lập vi bằng rồi, lỡ làm cái gì vậy trời? Hả? À, tự nhiên là con của người ta chưa mất nữa gì vậy? Tự nhiên là cậu Năm chưa mất nữa là nó đi lập vi bằng rồi. Lập vi bằng nó kiện ai vậy? Thì là nó đã tính toán sẵn hết trơn rồi. Khi cậu Năm vừa nằm xuống mà lỡ có cái tranh chấp hay là lỡ có cái gì đó, hay là lỡ có cái vấn đề mà liên quan đến tài sản thì nó sẽ thưa liền. À, nó sẽ dùng cái vấn đề để thưa liền. À, rất là ngộ nha. À, như nó mở miệng ra rất là yêu thương cậu. Hèn chi cái lúc mà ai đó cũng thắc mắc là không thấy mẹ con nó đâu, chỉ thấy con gái anh Năm tắm rửa thay đồ cho anh lần cuối. À, rất là ngộ nha. Nó nói là nó yêu thương cậu Năm, à, mẹ con nó quý trọng cậu Năm. Nhưng mà tới cái ngày mà cậu Năm mất đi rồi nằm xuống rồi, rồi cái ngày mà thay đồ thậm chí gặp mặt cậu Năm lần cuối, cũng không thấy mẹ con ở đâu luôn quý vị ha. Không thấy mẹ con ở đâu, mẹ con lúc đó lo rồi, mẹ con nó lúc đó là đang đi lo công chuyện nha. À, cái công chuyện của mẹ con nó là nó đi lập vi bằng, à, để chuẩn bị là thưa kiện Hồng Loan để cho nó ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, à, để cho mẹ con bà Sáu hay đồng sở hữu, à, hay là có cái vấn đề nếu như mà con Loan nó muốn cự cãi gì đó, nó muốn tranh giành gì đó thì mẹ con bà Sáu sẽ làm tới cùng, à, sẽ làm lớn chuyện lên. Hèn chi lúc mà cậu Năm chưa có gì hết trơn á là lo hợp đồng, lo hợp tán, cho vô tranh thủ ghê không cả nhà, tranh thủ kiếm thêm đồng tiền từ hình ảnh nè, danh tiếng của cậu nè, trời ghê quá, cái gì cũng là cậu, cái gì tôi cũng yêu cậu, tôi là em của cậu mà, tôi là cháu của cậu mà, anh Năm tôi mất đi là tôi phải lấy tiền, phải kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ cho anh tôi liền ha, ủng hộ cho cậu tôi liền, tôi có tiền. À, không ngờ cậu Năm rất là cao tay nha quý vị ha. Cậu Năm rất là cao tay, đã kêu chị Hồng Loan tranh thủ đi sang những cái giấy tờ đất đai đó lại hết ha, đi sang tên cho mình nên không có mắc và phải không có rơi vào cái bàn tay của mẹ con bà Sáu, và cũng hên là chị Loan đã sang những cái giấy tờ kịp lúc để mẹ con bà Sáu không có thể được ở trong cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Lúc đó quý vị nghĩ đi, nếu mà chưa có sang tên ha, chưa sang tên sang đất gì đó mà mẹ con bà Sáu nó biết được nha, nó biết được chị Loan làm gì á, trời ơi nó sẽ làm lớn chuyện lên nha cả nhà, nó sẽ làm căng lên là sẽ không cho chị Loan sang tên, rồi không cho làm các thứ các kiểu để có thể là mẹ con nó được ở trong cái căn nhà đó. À, khỏi như bây giờ quý vị đó không, bây giờ ở đầu đường xó chợ, đi ra ngoài đường ở bù lăng bò lóc, nghệ sĩ lớn nè, nghệ sĩ bự, làm ca hát mấy chục năm trời mà tới không có mua được cục đất đó, không mua được miếng nhà nữa, rồi có cái thằng chồng cũng làm gì diễn viên gì đó, đen bám vợ mình không thấy đi, ủa diễn viên gì ngộ gì ta, người ta diễn viên thì thường thường người ta cũng có xô này xô nọ mà bọng kia, cũng có chút đỉnh nhá, nhưng mà sao mà hai vợ chồng nó với bà Sáu ta là người nổi tiếng mà không có thấy đi tham gia xô bầu gì vậy? Rồi con Loan này nó cái gì trời, con Loan này nó có cái gì đó, nó hát thì dở sai nhịp rồi lệch tông rồi diễn sức thì dở rồi từ lứa chân mà sao mà xô bọng nhiều quá vậy. Tết này không biết tiền đâu mà chị Loan xài hết nữa. Trời ơi, Tết này ấm cúng rồi. Còn mẹ con bà Sáu thì không biết là Tết này lấy tiền ở đâu xài nha. Chắc lấy tiền của cộng đồng mạng quá. Kêu đổi cũng được nè cả nhà. Lên trên mạng kêu đổi tiền quán bún bò, quyên góp tiền bún bò để ủng hộ cho mọi người. Lấy tiền xài Tết nha. Rất rõ ràng. Tại vì mình thấy ở đây mọi người á, người ta đang giải đáp những cái thắc mắc cho mọi người biết á, là lúc 8 giờ thôi là bắt đầu nó đi lập vi bằng rồi. Lúc 12 giờ thì cậu mới mất đi, thì lúc đó nó lập vi bằng đó, cậu ở đây ở nhà nằm ở đó đó, thì nó lo nó trốn không dám nhìn mặt cậu lần cuối, đâu dám nhìn mặt đâu cậu đâu cả nhà, nhìn mặt cậu lần đâu có dám làm những chuyện ác nữa, nên mẹ con nó trốn tránh rất là ghê gớm nha cả nhà. Thì tiếp theo thì em cũng còn một cái thông tin như thế này mà em cũng muốn chia sẻ đến cho cả nhà luôn, cũng khá là hay đây. Vấn đề em muốn nói với các anh chị em mình hãy hết sức cẩn trọng và khéo trong từng câu nói. Anh chị hiểu vấn đề này không? Có những chuyện không thể nói hoạch tẹt lên được.
Em thấy còn nhiều anh chị chưa hiểu. Cái nào chưa hiểu thì mình lướt sơ group dùm em. Rồi thấy ai mằng cái chi, mình đừng có ưng bụng thì tự động mà mằng theo. Chứ không dùng những câu từ nhạy cảm sẽ bị ghép vào tội quấy rối có tổ chức. Các anh chị hiểu ý em không? Chứ không phải là em ngăn cản gì, mà hãy khéo trong cách dùng từ. Mấy anh chị nghĩ sao mà chụp hình, tấm hình rồi kêu mọi người làm thêm, làm theo? Cái đó không phải là chuyện đùa giỡn đâu nha. À, có thể là người ta đang nhắc nhở một số những anh em đó với việc muốn lan tỏa thông tin hay là như thế nào đó, thì có thể là người ta quy cho tội nha. Quý vị cũng biết là bên phe phái của mẹ con bà Sáu nó ưa quy tội và nó chụp tội lắm nha. Nó nói là tấn công có tổ chức, rồi tấn công có hình thức gì đó, nhiều thứ lắm. À, mẹ con nó làm đủ mọi chiêu trò mà cả nhà, để làm sao mà buộc tội những người mà ủng hộ chị Hồng Loan và buộc tội những người mà yêu quý chị Loan đó. Đó là những cái chiêu trò mà mẹ con bà Sáu ưa bài ra, đưa muốn làm ra nha cả nhà ha. Anh chị hãy thật bình tĩnh, dùng câu nói để đồng đội hiểu, đồng đội chịu khó nghe, hiểu dùm mỗi cái mỗi hỏi. Có chuyện câu chuyện em đâu thể trả lời được. Em khuyên các anh chị hãy bảo vệ chính bản thân mình trước, mình an toàn rồi tính tiếp. Chuyện nếu có gì thì các anh chị tự chịu, chứ em đâu có chịu được đâu. Nhưng rằng cuối rồi, như vậy là không đáng. Tiết chế lại dùm em chút nha mấy chế. Hãy giữ bình tĩnh để an toàn cho bản thân, cho những người chung tem luôn nè. Thì ở đây thì người ta cũng đang thông báo với mọi người đừng có nên mà xúc động quá, rồi mình đăng những cái thông tin mà nó chưa có kiểm chứng hay là nó sai lệch như thế nào đó, thì sẽ dẫn đến một cái vấn đề là mẹ con của bà Sáu nó sẽ lợi dụng mà cái vấn đề này để nó công kích mọi người, hay là nó chỉ trích rồi nó đưa ra một cái vấn đề là thưa kiện gì đó cả nhà. Rất là ghê nha. Bây giờ mẹ con bà Sáu hay là những cái bọn cần cần nó có rất là nhiều chiêu trò và thủ đoạn ha. Nó bất chấp mọi thứ, tới cái đồng đội của nó mà nó còn bán đứng được nữa mà quý vị, đúng không? Đồng đội của nó mà nó còn bán đứng được nữa mà, huống chi là những người mà không quen biết hay là như thế nào. Nó làm bằng mọi cách, nó là cuộc chiến thì nó không có cần ai hết á. Trong cái cuộc chiến mà tranh giành tài sản này, nó chỉ cần một mình nó thôi ha. Một mình con ve này thôi là sẽ đấu hết trơn với tất cả mọi người rồi, không cần người nào có giúp sức, không cần người nào có giúp đỡ hết trơn á. Người ta làm được hết trơn ha. Tối thì xin lỗi khán giả, xin lỗi cộng đồng mạng, rồi các thứ các kiểu cũng là điếu. Rồi ban ngày lên chửi, trời ơi phe võ hàng này, võ hàng nổi vị, thấy là có võ hàng nào mà giống cái võ hàng của nó không cả nhà. Những người khác người ta cũng bán hàng, những người bình thường người ta cũng bán võ hàng, nhưng mà cái võ hàng người ta rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt, cũng hoa văn hay là bông hoa gì đó, rất là nhiều thứ nhìn rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Còn cái gì mà cái vỏ quà của nó nhìn thấy mắt ói cả nhà, bọc trong một cái bọc và trong một cái vỏ sách, rồi bắt đầu không có trang trí gì thêm hết trơn. Vậy là bán được rồi đó hả? Trời, bán mình cũng phải làm sao cho mọi người thấy bắt mắt một chút xíu chứ, để mọi người người ta mua, người ta ủng hộ. Mình là nghệ sĩ lớn mà, không phải là mình làm lè lẹt gì đâu. Mình cố gắng mình bán cho có hay gì đó, mình lấy cái uy tín của mình ra rồi mình bán như vậy đó, cũng hạ về cái uy tín của mình nữa, làm xấu đi cái hình ảnh của mình. Mà bây giờ nó đâu có sợ xấu nữa quý vị ha. Con ve này nó đâu có sợ là xấu hình ảnh đâu, thì hình ảnh nó có gì tốt đâu, đúng không? Hình ảnh nó có gì tốt đẹp hơn ta đâu mà xấu. Bây giờ ở trên cộng đồng mạng nó trong bao ngoài nước hàng trăm hàng vạn hàng ngàn người đó, ai mà không biết đến mẹ con nó. Bên mẹ con nó đâu còn gì tốt nên nó đâu có sợ đâu, nó đâu có sợ xấu đâu. Lỡ xấu rồi xấu thêm một lần hai lần nữa chả có vấn đề gì. Nên mình thấy rất là hay những cái bọn mà cần kền bây giờ đó, nó đang đấu tố với nhau rất là nhiều nha. Tại vì nó liên quan đến về luật pháp mà quý vị, nó liên quan đến luật pháp mà bị một số em lên dĩa rồi. Chắc chắn thì những cái số một số em còn lại á, nó cũng sẽ là công kích nhau, đấu tố nhau để giành lại cái phần mà thắng cho nó, để sau này nó chừa một cái con đường rút lui đó. Tại vì còn em còn nhiều em nữa nha, chứ không phải là mới một mình nên là cái con HHB không nha quý vị. Con HHB quý vị thấy không, bây giờ khóa mõm luôn rồi. Khóa mõm luôn, đâu có dám lên nói gì nữa đâu. Nói đi, mày ngon mày lên mày nói đi, mày ngon mày lên mày chửi đi, mày xúc phạm Hồng Loan ở đây, mày thử mày làm nữa coi, mày đi luôn không? Không chừng tới đó người ta đang điều tra trong cái điện thoại, hay là có thể là người ta khám nhà hay là các thứ các kiểu, không chừng mới mốt ụp vô cái là khám nhà, cái là đi luôn. Mới có khám điện thoại thôi, cái điện thoại thì quý vị biết rồi, trong điện thoại chắc chắn người ta phục hồi được nha. Rồi mấy anh công an người ta nghiệp vụ rê lắm nha quý vị. Người ta phục hồi lại được những cái tin nhắn nè, phục hồi được những cái group nè, tụi mày chat với nhau ha. Trong cái group này có bao nhiêu người nha, rồi tụi mày hợp tác với nhau, sách động với nhau hả? Cái đó gọi là cái gì cả nhà? Nguyên một bầy một lũ đó là người ta là gọi là công kích có tổ chức nha. Đông người là phải có tổ chức rồi,
từ hai ba người trở lên là người ta quy ra có tổ chức rồi. À, mày đi một mình mày chưa chắc là chưa xong đâu. À, còn thêm một số người cũng sẽ đi theo mày, như mẹ con bà Sáu nè, hay là cái con Tiên Ngáo nè. Nhưng mà tụi nó bây giờ đang đấu nhau mà quý vị, đang đẩy những cái người nào mà liên quan đến luật pháp, à, liên quan đến tội đẩy ra hết. À, như bây giờ cái con bánh tét cũng vậy nè, thấy không? Ừ, cả nhà cũng để ý đi, cái con bánh tét bây giờ nó cũng bị đuổi ra luôn rồi. À, nó đuổi ra được khỏi nhóm luôn rồi, bị mẹ con bà Sáu đuổi luôn. À, tại sao bị đuổi? Tại vì bây giờ con nhỏ nó chửi ghê quá, à, là đụng tới nó, dính tới nó, bạn với nó, à, liên quan luật pháp thì công an mời cái chín cái ám chín cái chùm nữa, nên bây giờ que tách ra hết, nó tách những người nào mà tào lao là nó tách ra liền, à, để lại một số người thôi, nói là bây giờ kệ đi, à, cuối cùng rồi, gần kết thúc cái đời đà ma rồi, à, cố ráng dài ba bữa nữa thôi, cố chút đỉnh vài ngày nữa thôi, tháng hai tháng nữa thôi thì cũng sẽ kết thúc rồi, à, nó chịu đựng được mà, à, nó cố gắng chịu đựng được, à, cũng gần cả năm nay rồi, à, còn bao lâu đâu, hôm nay nó cố gắng không được nữa. À, bởi vì mình cô em đây mọi người cũng đang chờ đợi, à, chờ đợi cái ngày mà thấy mẹ con nó, à, sẽ dọn đồ đi, à, chờ đợi cái ngày mà thấy, à, được cái hình ảnh của mẹ con bà Sáu, à, lên xem thường khán giả và khinh thường, à, cộng đồng mạng ha, tại vì hàng trăm hàng ngàn người khán giả mà nó xem trả ra gì, à, nó lên chửi khán giả đầu cây rồi đầu đất rồi đầu này đầu nọ đầu kia gì đó, à, nó rất là giỏi mà, mẹ con nó rất là giỏi, à, không cần khán giả, à, không cần, à, mọi người yêu quý thì, à, mẹ con nó cũng thể là tự lực cánh sinh và cũng có thể là giành được cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đó, để coi coi thì, à, chừng nào thì tụi nó sẽ giành được nha cái nhà, à, chừng nào thì, à, à, tụi nó sẽ thắng được, à, coi coi cái bọn mà cần cần con, à, ủng hộ nó lúc đó là nhục như thế nào nha. Tại vì nó nói là bây giờ chưa có kết quả, ừ, nó chưa có kết quả, chưa có tòa án phán quyết thì nó không bao giờ công nhận là mẹ con bà Sáu thua, à, chừng nào có kết quả của tòa án thì nó mới công nhận mẹ con bà Sáu thua, và chừng nào mẹ con bà Sáu lấy hết những cái đồ đạc ra khỏi nhà cậu Năm thì mẹ con nó mới, à, chấp nhận là thua, chứ bây giờ là mẹ con nó, à, chưa chịu thua nha cả nhà ha. Đó thì nói chung á, thì ngày hôm nay có những cái thông tin rất là căng thẳng, à, mà liên quan đến là mẹ con bà Sáu, à, cũng khá là thú vị ha cả nhà ha. À, lộ nó là sự lộ hết trơn rồi, bây giờ này mặt của người nào nấy lộ hết trơn rồi, à, mặt chuột thì bây giờ lòi ra hết chối cãi rồi quý vị. Ta tiếng là bánh kẹp đậu phộng nón lá, thành phần gồm đậu phộng, sữa, mè và bột. Thì một bịch như vậy 5 cái là 120.000. Rất là ngon, cô chú chị nào mua nhớ liên hệ số điện thoại là 0879 262 để được tư vấn trực tiếp từ Tiến Vlog nha. Cảm ơn cô chú anh chị.